vì 8 năm trời. Tôi hỏi về 8 năm trời có khi nào mà con định bỏ không? Để đến 8 năm trời thầy mới làm đám cưới. Chúng ta đã ơn Chúa cho mỗi bạn tìm hiểu và cam kết, và giờ đây sẽ cam kết trước mặt Chúa. Rồi cảm ơn họ hàng của bạn Vi, để bạn Vi kết hôn trước mặt Chúa đã bị như vậy, chị em đã cho bạn Vi vào đạo từ tháng 11 năm 2022. Cảm ơn cha mẹ và ông bà của Dương Thanh không cho bạn vào đạo. Rồi tôi chúng tôi nhận lời này từ 26 tháng Giêng vào hôm nay, và vì thế trong thánh lễ này có họ hàng của các bạn là tôn giáo bạn, anh em thì con thì cháu và đến đây để cầu phúc cho tất cả các bạn. Có nhiều người rất là xa, tôi như là ý định cũng đã xa, có một người xa hơn nữa là phải băng ra đét quay máy bay về đây để dự lễ cưới được cầu phúc cho các cháu. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ông bà thiên nhân đồng hoàng của sáu bạn là người nhận phúc âm của các ngài, mà các bạn đến với nhau, yêu thương nhau và nhất là cam kết với nhau, chung thủy với nhau trọn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Em là em của chúng ta, chúc em đông con nhiều cháu.
chúc dòng họ em chiếm được thành trì của quân thù. Vậy Rebecca và các nữ tỳ đứng dậy, leo lên lạc đà đi theo lão vọc. Ông này nhận lãnh Rebecca và ra đi. Lúc ấy, ông Isaac đã bỏ cùng cò giếng Lanaroy để đến cư ngụ tại miền đất Negev. Ông đi ra ngoài đồng để than khóc vào lúc xế chiều. Ông ngước lên thấy đoàn lạc đà đang tiến tới. Rebecca cũng ngước mắt lên nhìn thấy Isaac. Nàng xuống khỏi lạc đà và nói với lão vọc, người đang đi ngang cánh đồng đến gặp chúng ta là ai vậy? Lão vọc trả lời nàng, đấy là chúng tôi. Nghe thế, nàng vội lấy khăn che mắt. Lão vọc liền thuật lại cho Isaac mọi việc mình đã làm. Ông Isaac đưa Rebecca vào lều của bà Sarah, mẹ ông, và cưới nàng làm vợ. Ông yêu thương nàng và nỗi buồn vì cái chết của mẫu thân được nguôi ngoai. Đó là lời Chúa. Bởi vì
cũng thỉnh thoảng có những ông đi lễ hoặc là đi công việc này công việc kia có bệnh để còn cứ đi trước. Thế thì cha hy vọng là cuộc đời rồi người phụ nữ đó làm cho người đàn ông chất là áo hồng. Trước giờ đâu có bận tâm là đi áo áo, nó mặc cái áo, nó vừa đi vừa cài áo đấy chứ, đúng không? Nhưng mà bây giờ có vợ thì chờ phụ nữ người nào là vẫn so, nào là sửa soạn tóc, người nào là giày dép, vân vân được nhiều cái hương từ cái áo nó không vừa để đẹp cái đồ áo khác chứ. Tôi nghĩ chắc là có những lần quý bà đi anh đổi 5-7 cái áo, được cái áo của quý vị đi áo. Mà nhờ thế làm cho các ông sống chậm lại. Ở đây của mình sống chậm là tỏ đấy. Vậy nha. Điều thứ hai nữa, thưa quý ông bà anh chị em, đầu lễ tôi cảm ơn dòng họ của Đức Thánh, dòng họ của Thượng Nhi. Bởi vì tôi cố tình chọn bài tin mừng này. Giờ đây chúng ta sẽ quan sát các anh chị này cam kết với nhau. Cuộc sống ngày hôm nay trong mọi cơ quan, nhất là công an việc kinh doanh là ăn. Ông Hưng này ông ấy ký hợp đồng nhiều lắm rồi đó. Từ ngày đi làm giờ không biết là bao nhiêu bản hợp đồng với tập đoàn này, tập đoàn khác, với công ty này, công ty khác. Rồi chúng ta đi học này cũng phải đột quân nhân hơn mà mình cũng đã phải ký vân vân. Nhưng mà cái ký kết giao ước trước mặt Chúa thì nó khác hẳn. Không phải là cùng nhau làm ăn. Bởi vì cùng nhau làm ăn thì lúc nào không cùng được nữa thì thôi, chia tay. Có không phải ký để sống chung, bóc gạo nấu cơm chung, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, hơi mình hủy hợp đồng. Có không phải ký một cái bản là một cam kết xây dựng. Tôi về đây tôi sẽ phải ký cái bản hủy hợp đồng để xây dựng tiến độ thi công không đạt, chất lượng không đạt, không đạt để hủy hợp đồng. Nhưng mà hôm nay tôi đã chứng kiến là ba đồng phụ nữ này ký một cái giao ước mà nó phải từ bên trong vượt qua thời gian. Khi trẻ đẹp thế thương như hôm nay thì già một đầu bệnh khi thành công làm ăn được nó to con ngoan nó hơn và kể cả lúc không có con hay con đau bệnh hay là tan ra ba sạch một cái giao ước và vươn tất cả có cái chủ đó tức là làm cái gì cũng là quan trọng cùng đo có cùng đo và không đây cùng đo cùng đo chấp nhận là để chết chết chứ không phải là liền cao dài đẩy cái số vật đây đã giao kết nên một lần mà cái giao kết này nó cần thời gian không gian và họ cái cùng đo như thế thì nó phải là làm một và lấy những một nào thì người công giáo luôn là thờ ấm từ trên cao xuống và người và trẻ chỉ vì cái giao ước với con người yêu thương yêu thương con người đến đâu đó ba con một và người con lên trên yêu đến đâu đó vậy và vì thế bây giờ này để là chúng ta phải cha con cha con rồi bây giờ con yêu họ, con cứu độ họ rồi bằng các lời tội mà các ông bà cho phép con cái của các ông bà trở thành con của Chúa. Con một công cha một công mẹ bây giờ là vì thế trong một đơn tình thương này chúng con sẽ yêu thương nhau nên bộ như thế nào khi Chúa cha ở trong chúng con ở trong chúng con. Ngay sau đây chúng con lên đức lễ xin thưa ông bà anh chị em chúng ta hôm nay chúng ta để nhà thờ chúng ta tham dự các nghi thức để làm rất là quý nhưng mà có một cái chỗ mà mình tránh đi thì mình đi theo người công giáo đó là họ lên với một thằng bạch thế họ bạch thôi mình dừng lên đối
Thiên Chúa từ bỏ trong tâm hồn của họ qua con mắt nhé, mà họ phải học dọc dài những đường đi như được hành bao nhiêu ngày tháng thì mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong tâm bánh mắt, và để rồi sẽ họ bước vào người của họ, họ thấy Chúa Cha ở trong Chúa Con, Chúa Con ở trong họ và chúng ta là một. Và thứ tư phải chị em đã làm một rồi thì khổ cũng khổ chung, sướng thì sướng chung và chết rồi thì lên thiên đàng chung. Đây là cái ý nghĩa của giao ước, là tại sao nó vượt qua không gian thời gian và mọi thứ đó. Tôi có khi của lý nhân dân tôi cũng rất là cảm kích khi mọi những người cha người mẹ đang qua đời và các bạn cứ loay hoay một mình, nhưng mà riêng sáu bạn hôm nay hoặc cụ cha mẹ nhất, cho dù rằng hôm vào bạn tôi thì không phải ai cũng vào, nhưng mà tôi ngồi đây tôi biết ai là bố của ai, ai là mẹ của ai, và thường thì tôi cũng có thể tò mò tại vì chúng con là gặp bạn sao của cha mẹ, nhìn chúng con là cha tốt cha mẹ không con, cha mẹ chúng con chung thủy với nhau đến giờ này thì tôi nghĩ cũng hơn ngày hết. Chúng ta đi sự tiệc cưới cho con mình cũng mong chung thủy ít nào thì như mình. Cái bài học một ấy, là cái bài mà rất là cảm động khi bà Sarah qua đời thì Isaac rất là cô đơn, ông Abraham có một đứa con là Isaac thôi và đang ở nước ngoài, ông Vân mẹ hay đi nước ngoài đó. Nhưng mà lo cho con gái là ông về Việt Nam hoài, tôi chưa thấy vì hiến thấy mấy ông vợ mà lo cho con, tôi có cảm giác được hay con này con có thấy là chẳng nghĩ chắc không coi con là con trai thì chẳng coi là con rể đâu, suốt ngày cứ đây cha hết chuyện này chuyện khác chờ chờ chờ, chờ. Rể con nó mới được. Thế thì khi ông bà chị em biết là ông Lavan là nô bộc của Abraham đi về quê để mà hỏi vợ, mà khi ông ấy ngỏ lời với cái người đồng hương ở quê đó thì cái cô Rebecca chưa biết mặt chồng tương lai mà chỉ thấy dòng họ của mình thôi thì đã nhận lời. Tôi cũng hiểu với cộng đoàn là Thanh Hóa mình chỉ có hai cô gái được thôi, Tường Vi thì mình được đấn và mẹ chồng là 8 năm mới học được tiếng Tường Đấn để mà hiểu con dâu nói gì. Rồi còn ba chàng trẻ này là ở xứ ngoài đấy thì như mình đọc cái bài là chúng ta nên yêu thương nhau dễ thôi, các bạn đang yêu thương nhau sẵn rồi. Thế nhưng mà theo như lời Chúa dạy, để mà yêu thương là làm sự thiện, làm việc lành tốt đức, sống chịu đức lẫn nhau và nhất là kể cả hiếu khách. Cha hy vọng rồi thì chúng con có nhà riêng đột đến thì thấy cái nhà của chúng con là nhà mình, là ngoại đến cũng thấy cái nhà của chúng con là nhà mình là rất hay. Tường Vi chưa biết ông cha xứ sông cả, bởi vì nhà bạn Tường Định, tôi lên Google tôi coi xem là cái địa chỉ này gần nhà thờ nào, mấy nhà thờ tôi đều ương ước đã gửi đạt cho ông cha sông cả. Tôi nói ông cứ gọi điện thoại mà ông bảo sao cha cho nó nào có một phần này, con phải xin cha con nhà bởi vì nó gấp lắm rồi, 8 năm nó chờ rồi, bây giờ cho nó chờ rồi nữa sợ nó quải. Con ngài rất là trời, có ba má của Tường Vi mai kinh tế của tao này mai mốt về đó, nhớ cảm ơn ông cha là đó. Ông chưa biết mặt cái cô này bỏ xứ vào đây lâu quá rồi làm thằng trong này, nhưng mà khi tôi nhờ để điều tra có hôn nhân ngoài đấy mà ông cứ rất là nhiệt tình để cho nhân chúng ta thấy rằng là chúng con vào đạo chúng con để thêm người, mai mốt con về đấy con đến cái nhà thờ đấy con thấy mình là con của Chúa và những người ở cái nhà thờ sống cạnh đấy cũng là anh chị em ruột thịt của mình. Thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tăng viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng ý định đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân,
Thiên sĩ người đã dùng vị tịnh thanh tẩy và thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt cầu thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Đỗ Đường Thanh và chị Maria Ngô Quán Mai Trinh, anh Đa Minh Đinh Phi Hùng và chị Maria Đặng Như Quân, anh Phêrô Phạm Văn Cương và chị Maria Nguyễn Thị Tường Vi, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Anh là Đa Minh Đinh Phi Hùng. Maria đang được làm vợ của anh và người sẽ tự mặt chung vị với em. Cái tên của anh cũng lúc gian nan đi mặt khỏe cũng lúc đầu điều yêu thương và lúc chọn em chút rồi. Em Maria đã vô cùng là thân đa vân nhân linh hồn làm chồng của em và hứa sẽ tự lòng chung vị khi tên của cũng như lúc gian nan đi mặt khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng rất hầu chuẩn y sự vinh quân các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Và xin Chúa luôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì nhưng Chúa kết thần thì không được phân đi. Nào ta chưa tôn Chúa. Do những chiếc nhẫn này mà chúng con sắp trao cho nhau là dấu chỉ sự yêu và chung thủy. Maria là khi mà chị em trước những lời của chủ trì thì đôi khi thời sự sẽ bị bỏ cha và con anh ta nên tên như là xin năm mẹ những chiếc nhẫn này để làm giá trị tình yêu và sự chủ thủy của em nên cha và con và thánh thần. Anh cô Hà Minh Cung xin anh nhận chiếc nhẫn này. Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã
nên được Chúa cho được phần tình yêu vinh cửu của Chúa. Trinh mầu nhiệm hôn nhân thanh khiết của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thanh khiết tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chi thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên
Kim Tôn này xin cho những con tơ cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ uy tín hôn phôn. Lạy Chúa xin tôn đồ cha và phong lành của Chúa xuống trên chị Mai Trinh và chị Như Quỳnh, chị Tường Vi và bạn trăm năm của các chị là anh Đức Thanh, anh Phi Hùng, anh Văn Cương. Xin Chúa dùng hiện lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn các anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, các anh chị biết dùng con cái điều tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho các anh chị biết nơi khen Chúa khi vui, khi đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc ở vui mừng vì có Chúa hiện diện phụ trì, lúc nặng nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho các anh chị biết cầu nguyện nơi cầu toàn thánh thiên và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng với giả diệu phúc, các anh chị được đặt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thiên Chúa nơi đã xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng những mây huy hoàng, những suối ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, vững tin vẹn toàn. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt, trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu
ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Thưa Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bi tinh đa năng nhân được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Giêsu đang đàng đoái thương hiền diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho các con và thân quyến phúc lành của người. Amen. Xin chính người là đấng đã yêu thương hội thánh nên cùng không ngừng tuôn đổ vào lòng các con tình yêu của người. Amen. Xin Thiên Chúa ban cho các con khi minh chứng niềm tin và sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trong đời niềm hy vọng hồng phúc. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị, cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Để sau chúc anh chị em đi bình an. Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, gìn giữ tim con, lạy Chúa cho con chung lời đoàn hứa. Kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay, gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mãi sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi, lạy Chúa thương con tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây
gia đình hồ.